cắn lên mà nát hết này. Ủa, chuột cắn hết rồi. Hết lúa rồi. Chuột nó cắn hết rồi này. Qua bên này nữa này. Đây có mấy buồng nữa này. Đây buồng bên này to này. Bớt cái này cho đỡ nặng. Ừ. Nhiều quá nha. Xài thế. Cái này ngâm chân gà ăn ngon này.
Vâng. Đấy, tao đi giờ nó mọc nó bóng lên này. Bà ấy quất này bà trồng lâu chưa? Trồng lâu ngoái. Vâng. À thế quất ở nhà nó quất to như này. Quất chợ biết tí. Còn nó bán được 5.000 lạng. Vâng. Đầy rồi đấy. Con ngọn như thế này. Đi đi về đi. Rồi đứng lên. Cái lá số trong đẹp để cho bà cắt chứ chúng phải cắt mà không vừa ý. Ôi đừng trống thế hỏng rồi giỏi. Con đi nhỏ. Thì nếu bà Dung mới nhớ ra là bà ấy bỏ em gửi bà cái xe máy ở kia. Đấy, sướng chưa? Thank you.
ơi, mấy quất. Bán có chuối không ạ? À? Đang là bán có mua không? Đang hỏi bán có mua không? Chị lấy chuối đi chị. Nải bao tiền nải? 5.000 nải bán không? Không ạ. Sao này bán đắt thế? Đấy, cái con nải to nó lấy rồi. Thêm cho thêm mấy quả quất không? Hả? Bằng một con thì bằng. Nghe không? Về bảo ông Quân. Về bảo ông Quân mà có ông mà có treo ông mà xin quả quất. Không cho. Đúng rồi. Nào em mua chuối em mà. Có 10.000 một nải thôi, rẻ mà bà. Ai chú chú ai bà. Mua ông Quỳnh nhé. Ừ, mua nó đang ngọt đấy. Vậy mua thì nhập vào như thế này còn thâu đấy chứ. Ừ. Thank you.
Cho em cả đi. Cho cả nhá. Vâng. Chuột chết như dạ. Em gửi em. Không. Em đi đây. Quẹt tiền nhá. Đây để chị mở ra. Trời tối rồi đây. Chắc nhỉ. Chị không bấm được. Chắc quá. Đây nó còn lẫy này. Úa lều. Đó, cẩn thận. Sợ thật. Cái này nguy hiểm ghê ấy. Ui, chắc mất. Ừ, kéo cẩn thận đấy. Mời em ấy cho. Em cái lẫy đặt này chắc chặt rồi đấy. Đi về đi em ơi, đặt xong chưa? Tối rồi. Đi về đi. Đi về đi em ơi, muộn quá rồi. Bíp.
qua chị đặt chỗ nào. Ui. 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 Ừ. Ừ. Thế. Ừ. Ừ. Này. Nó cắn đấy. Cắn hết luôn. Thế. Em phải đi sang kia sang có con nào này. Còn này. Em phải đi sang kia sang không có con nào. Để chị vòng bên này. Đây rắn gì? Rắn này như rắn nước ấy. Ừ, nó có cắn. Nó mổ đấy. Nó mổ bỏ ra chứ. Có đây có cái này. Chả được con nào. Đây có một cái này. Tạm không. Đây. Này cái này chưa sập đâu. Ừ, mẹ em cầm. Ừ, gõ gõ ra sập. Đấy. Ừ. Cái này không được. Cái này không có con gì nữa. Chắc là chắc nữa. Ui. Ui. Ui, đâu rồi nhé, chạy đâu rồi, chạy đâu rồi, vào đây rồi, vào trong này rồi, đâu rồi. Ấy, đâu rồi nhỉ, nó vừa kêu đâu nhỉ. Đây, 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 đâu, đâu, chạy đâu, đâu, chạy sang đây rồi. Đấy, ấy, đâu rồi, đâu rồi. Con này, đây, 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 kêu ở đâu đấy. Đây, 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 đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tỏ thế. Ôi, đứt, đứt rồi. Đứt rồi. Ui. Ui. Ôi, cái bao của em đâu rồi? Đây, 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 đây. Mắc quá. Ôi, có một cái này. Này. Mày nó không nghe chị cắn. Nhiều chuyện mày cắn hết khóc. Ừ. Ra, ra đây, ra đây. Cái dây này để buộc vào. Được mấy con chuột đấy? Ba con. Mấy con chuột này? Em dán nó một ếch này. Rồi chị buộc vào. Mình đánh mấy cái cạn nhỉ? Hơn chục cái đấy.
Đủ không? Đủ chưa? Đủ chưa? Ô, không biết đâu. Em ngồi. Đâu? Em ngồi đây đợi chị nhé. Để chị dựng cái lúa này lên. Lúa đổ hết rồi. Lúa nếp đây, lúa này để làm bánh này. Cắt bận mấy nữa rồi được cắt rồi nhỉ? Anh chín rồi. Chắc tầm nửa tháng nữa là cắt thôi. Vẫn còn quả xanh. Xanh, nhờ mỗi tội thiệt cắn nhỉ? Ừ. Lâu. Đây chị, ruộng này ruộng nào nữa không? Chị còn trồng mấy ruộng nữa ở bên kia. Ừ. Chú có ra thăm không? Lại chuột lại cắn hết. Ừ. Mấy hạt lép lép này. Đổ lên thế. Ừ. Còn nhiều nữa đổ không chị? Xong rồi, chị bột xong rồi. Đi sang ruộng bên kia xem đi. Chị em mình sang ruộng bên kia xem chuột nó có cắn không. Biết. Đi về. Đưa cái thuổng đây chị cầm cho. Nhiều keo nhỉ. Ở đây mát đấy. Cái gì á? Ui má. Ui đây là rắn gì ấy nhỉ? Rắn gì đây? Mổ. Mổ ấy nè. To thế. Ôi rắn to thế. Ôi để chị đi lấy que. Em chắn đầu nó vào. Con này to thế. Dữ quá. Ui. Về này. Chị ơi. Bắt nó. Rồi thả ra. Chị túm được đuôi nó rồi. Ôi nó cắn. Con này dữ thế. Biết ra, biết nó mổ này. Ai ơi. Nó chuẩn bị mổ đấy, Nó phóng thân. Để chị bắt nó. Em túm đuôi nó. Em cầm đuôi nó đi. Nó đang ngoảnh, không biết ấy ở bên nào đấy. Để em vừa nó ra đằng này, chị cầm đuôi đấy nhé.
Em ơi, ấy đuôi nó, ấy đuôi nó. Nó đuôi nó quặn vào đây rồi. Cầm ở đuôi nó. Đuôi nó thụt vào rồi. Đây đây đây. Đây đuôi đây đuôi đây đuôi đây. Chạy sang bên này, chạy sang bên này. Này chạy theo em này. Đây chạy sang bên này. Đây 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 chạy sang bên kia, vòng ra bên kia. Vòng ra bên kia. Nó nhìn theo em. Vòng sang đuôi đây đuôi đây đuôi đây. Đây. Cầm vào để chị giữ nó. Cầm vào đây đây, cầm vào đi. Cầm vào đi, chị giữ rồi. Chị giữ nó rồi. Cầm vào đi, chị giữ nó rồi. Cầm vào. Đây chị đè nó rồi. Cầm đuôi nó đi, cầm đuôi nó đi. Cầm đuôi nó, cầm đuôi, cầm đuôi. Cầm đuôi nó, cầm đuôi nó. Cầm chắc nha, cầm chắc nha. Trời ơi, cũng đầu nó đi. Cầm chắc. Đây rồi, bắt được rồi. Em cầm nhưng nó cao lên. Nhưng cao người nó lên, luồn gậy vào đây. Luồn gậy vào đây, đấy. Rồi dơ xa ra. Đi đi, mang ra bao. Mang ra chỗ bao. Ra đây, chị bánh bao ra. Đây, để đợi chị. Nhanh lên. Từ đã, để chị lồng cái đầu này. Cho cái đầu nó vào trong bao này. Đấy, được rồi. Úi giời. Cho vào. Rồi. Tỏ thế. Mệt quá. Mệt quá. Mệt quá, mồ hôi. Chạm nó rồi em. Chạm rồi. Em sợ quá đây rồi. Lần đầu tiên bắt rắn đấy. Sợ. Rắn này không có độc. Nhưng mà em sợ nó cắn. Cái thuồng đâu rồi? Ừ nhỉ. Thuồng đâu rồi? Đây đây. Con rắn này là con rắn săn chuột đấy, bắt chuột đấy. Chắc chuột nhiều chuột quá. Hay nữa tí mình thấy hang chuột mình cho nó vào phòng chuột đi. Ừ. Con này nó lại cắn vào đây. Cho con này vào nữa đi. Thôi nó vẫn kẹp đấy này. Thôi, cứ để con đấy nữa. Cho nốt nó ra cho đỡ chết, nó chết á. Thật buồn này. Ủa. Nó vẫn mổ đấy. Để chị gỡ nó ra. Cầm đầu nó ấy. Cầm đầu. Đập nó xuống lấy chân nhẵn nhẵn kẻ kẻ. Đi ổn thì sao đi. Lan ơi cầm đây hộ chị nhé. Đây là con rắn săn chuột hả? Vâng. Đừng cầm. Đặt nó nằm xuống. Đặt nó nằm xuống con. Con này bé mà cắn chắc chưa? Cắn vào bao rồi.
tôi phải cầm chắc, cầm chắc mà không vỡ ít người nó đi. Đây để chị dỡ cái đầu này của nó một ngày nữa. Đấy, chắc đi. Đây đây đây, để chị, để chị vòng về nó ra đây đã không chắc đứt người này. Nó mổ ác kìa. Ừ. Đấy, mình vào cỏ nó dễ. Ôi giời ơi, Loan ơi, nhìn này. Nhìn này. Sang sổ to này. Ôi giời ơi, con đào này. Nó cắn hết. Chuột này, con đào hai. Con to nhỉ. Được. Đây này. À, lột này mới này, mới này. Ừ. Chị đào gần hết cái hang này rồi, chả thấy chuột đâu cả. Chắc nó không ở đây rồi. Kịch hang rồi. Không có gì cả. Em có thấy có con nào? Không chị ạ. Nó bò vào trong này rồi.
sợ thật. Eo eo eo. Ui giời, ui giời. Ôi loa này nó vẫn cắn ghê lắm. Đây này, ui ui ui. Ui, đâu? Đây. Ui ui. Đậy đậy kín vào không? Chuẩn không ạ? Này nó mổ này. Chúa ơi, bác. Chết hết rồi. Chắc nóng quá. Loan này còn mỗi hai con chuột thôi. Đây cái con nó đang ấp ở gốc cây ấy, cho nó một ít cho nó ăn hộ chị. Hả? Hả? Ôi nở ơi. Ôi nhìn đẹp thế nhỉ. Nở từ bao giờ mà chị không biết luôn ấy. Đừng rác nữa, thôi không cần cho ăn đâu. Để chị cho nó vào chuyển cả mẹ cả con vào trong kia. Không sợ chuột ấy. Ủa giữ ấy, giữ con ấy. Em đổ ra đây chị lấy rổ chị cho ngăn con vào trong đấy. Đẹp thế nhỉ. Nó dữ lắm, nó giữ con nên sợ bắt con nó lắm. Còn hai
hai quả trứng chưa nở này. Chắc là bị đấy rồi. Hay bị hỏng rồi. Ừ. Còn hai quả. Chắc bị hỏng rồi. Lại có khế chín rồi. Ừ. Con nó vào góc góc chỗ góc góc đây con nó vào góc góc nhìn đen chuỗi nhỉ. Nhìn yêu nhỉ. Cho lên đây cho ăn cỏ thế này. Anh ăn chuyện bạch cho. Không ăn nữa. Ngon. Ha ha ha.
Không, cửa đấy ra để chị đi xuống. Nó chắc nó không về rồi. Đây cho mẹ nó vào. Cho mấy bạn ấy vào đây luôn. Mở ra ngoài để chị đi lấy nước nhé. Ừ.
chị Tinh. Đấy. Ừ. Lạnh lạnh hôm nay chị thấy nước lạnh ấy. Có lưng em. Mát nhỉ, nước này mát hết. Lạnh quá, chị xong rồi đấy. Thank you.